Thưa quý vị, trước đây ở ấp Bến Bào, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, khi nói đến vợ chồng bà Mai Thị Lan, ai cũng để phục bởi sự kiên trì, chí thú làm ăn. Từ một hộ nghèo đặc biệt khó khăn, vợ chồng bà Lan bằng sự nỗ lực của chính mình đã đưa gia đình vươn lên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khấm khá. Song bệnh tật của con, bệnh tật của vợ chồng bà Lan khiến gia đình nhiều năm nay đã lâm vào bế tắc. Chị lo nhất là chị qua đời thì không ai lo cho ổng. Cái thứ hai nữa là hai thằng con chưa có vợ. Không may mắn như nhiều người khác, vợ chồng bà Mai Thị Lan đều xuất phát từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, ngoài phần đất ruộng được chia theo định suất, khi ra riêng, vợ chồng bà chẳng có gì khác. Thế nhưng, với quyết tâm vươn lên, ngoài làm mướn, làm thuê, vợ chồng bà Lan còn thuê hơn một mẫu đất ruộng để canh tác. Rơm rạ thì tận dụng nuôi bò, lúa lừng lúa lép thì tận dụng nuôi gà, nuôi vịt. Sự cần cù, chịu cực, chịu khó của vợ chồng bà Lan, theo đánh giá của nhiều người là không phải ai cũng làm được. Có điều đường con cái của vợ chồng bà Lan không được trọn vẹn. 4 lần sinh, vợ chồng bà được làm ba mẹ của 4 cậu con trai. Thế nhưng, cậu con trai thứ ba là anh Trần Hữu Thắng, từ nhỏ đã được chẩn đoán chậm phát triển tâm thần, rối loạn hành vi. Song, những khó khăn đó không làm lùi bước phấn đấu của đôi vợ chồng nông dân nghèo. Bà Lan và chồng vẫn cố gắng sắp xếp chuyện gia đình ổn thỏa để tập trung phát triển kinh tế gia đình. Và thành quả của sự cố gắng tính bằng hàng chục năm của đôi vợ chồng nông dân nghèo là căn nhà gạch cao ráo. Lúc này, những người con lớn của vợ chồng bà Lan cũng bước vào tuổi trưởng thành, và ông bà cũng bước vào tuổi xế chiều. Và cũng đúng ngay lúc này, tức khoảng 7-8 năm về trước, ông Trần Văn Luân, chồng của bà Lan, trong một lần bị tụt huyết áp đột ngột đã bị té dập tủy, dẫn đến liệt chi. Sau thời gian dài chạy chữa theo đông tây y kết hợp, ông Luân đã có thể tập đi bằng gậy, thì lại phải trải qua cơn đột quỵ. Một lần nữa, ông may mắn thoát chết, nhưng di chứng để lại sau đột quỵ khiến người đàn ông này giờ đây chỉ có thể ngồi một chỗ. Cùng lúc này, bà Mai Thị Lan lại được phát hiện ung thư buồng trứng. Người con trai lớn có gia đình và ra riêng đang nuôi con nhỏ. Gánh nặng kinh tế gia đình được giao lại cho hai người con chưa có gia đình của bà Lan. Sau thời gian dài điều trị bằng quá trị, xạ trị, theo phác đồ, bệnh ung thư của bà Lan cũng đã khống chế được khoảng 4 năm. Nhưng năm rồi, bệnh tình của bà lại tái phát. Chị lo nhất là chị qua đời thì không ai lo cho ổng. Cái thứ hai nữa là hai thằng con chưa có vợ. Cái thứ ba nữa là thằng này không biết ở đứa nào. Là mình lo. Hồi năm ngoái là có những trắng đêm chị không ngủ. Chị vô thuốc đâu có được. Do là nó bị sụt ký, nó bị thiếu máu. Cái thằng cháu nó mới nói là công chuyện bây giờ mẹ bỏ hết, mẹ chỉ lo cái sức khỏe để mà sống. Chị nói là mẹ không lo, nói vậy thôi, chứ mình suy nghĩ. Nói trời ơi, bây giờ mà mình mất, thà mình không biết. Bây giờ mình mất, con mình nó bơ vơ đủ thứ, mà coi như bây giờ là không nhờ được cô bác. Chỉ giúp lời thôi, chứ của thằng cô bác ai cũng lấy sống thôi, chứ cũng đủ sống thôi. Có nhỏ em chồng nó cũng bệnh, mấy đứa em chồng thì giờ 3 đứa em chồng mình nhờ được, 4 đứa luôn. Mà đứa nào nó cũng bệnh, nó cũng có tư riêng đó, mà nó bệnh cũng không giúp được. Còn chị chồng thì chị cũng lớn tuổi, chị cũng bệnh, con chị cũng đông, 6 đứa con. Bệnh thì cũng như anh em ở nhà là lúc đó mọi người cho 200 đi thăm ạ. Cái chị bệnh, chị bệnh thì em đứa nào nó thương thì cho 500. Còn anh chị nào mà ấy thì mua thịt được vậy cho. Rồi mình cũng không có đòi hỏi. Bây giờ anh chị nào cũng khó, cho gì được cho. Lúc anh nằm là coi như chị muốn hết tiền, có 100 triệu. Đúng đó. Tại vì anh uống cái sữa mà
thực phẩm chức năng có 400 gram thôi, 1 triệu một hộp. Còn cái tình hình sức khỏe của chị thì giờ bác sĩ nói sao? Bác sĩ thì nói bây giờ về thì cũng cố gắng cũng như hạn chế ăn dầu mỡ, đường là đồ ngọt là chị cũng không dám ăn. Tại vì đường chị cũng có lúc ăn mà lơ mơ là thử máu nó sẽ cao, rồi vô thuốc không được, cho nên chị cũng kiêng ngăn lắm. Và bác sĩ nói bây giờ hẹn chị là 4 tuần sau chị tới khám lại. Nếu mà ổn thì bắt đầu tới khám tiếp. Còn mà không ổn nữa thì mình cứ theo dõi cái phác đồ, theo dõi mà mức độ nào rồi người ta mới cho mình vô vậy đó, mới nhập viện vậy đó. Thì bác sĩ cũng khuyên là thoải mái lên, đừng có suy nghĩ nhiều. Rồi năm nay nói thiệt với em là chị đỡ suy nghĩ, là vì thằng nhỏ nó theo con cô nó đi theo đó, thì chị nghĩ nếu chị có mắt nó theo cũng có cái nghề. Từ khi vợ chồng bà Lan lần lượt ngã bệnh mà toàn là bệnh ngặt, mấy công đất ruộng của gia đình buộc phải cho thuê, chỉ giữ lại một phần nhỏ diện tích để trồng cỏ nuôi bò. Người con trai thứ ba dù mắc bệnh chậm phát triển tâm thần, nhưng dưới sự chỉ bảo của người cha ngồi một chỗ, anh vẫn có thể cắt cỏ, rút rơm cho bò ăn. Tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng trơn tru, vì bản thân vốn có bệnh thần kinh, nên anh muốn làm thì làm, không thì chẳng ai khiển nổi. Đặc biệt, mấy năm gần đây, khi bà Lan tái phát căn bệnh ung thư, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà, khiến tâm lý người con trai tâm thần càng trở nên bất ổn. Đàn bò bán lần bán hồi để trị bệnh cho hai vợ chồng, còn cũng chỉ mấy con. Gần đây bò lại mất giá. Đã mấy phen, vợ chồng bà Lan muốn giải tán dẹp chuồng để cắt lỗ và có thêm ít chi phí trị bệnh. Nhưng dù có kêu bán cũng chẳng ai mua. Đối với hoàn cảnh của gia đình chú Thiếm ở đây thì cũng là hộ nông nghiệp thôi. Thì ở đây thì chủ yếu là làm ruộng, chăn nuôi thêm. Cho nên là cái đời sống thì nó cũng cơ bản là nó đủ ăn vậy thôi, chứ cũng không gọi là khá lắm. Rồi sau khi bị chú bị bệnh là tới cô bệnh nữa. Cho nên hiện giờ thì cái hoàn cảnh phải nói rất là khó khăn, rất là bi đát. Nhà thì một người bệnh đã khó rồi, còn nhà này thì bây giờ tới cô chú rồi có đứa em nữa, là con của cô chú. Nhà tới ba người bệnh, phải nói là hiện giờ thì ở địa phương nắm được là cái hoàn cảnh nó rất là khó. Thì ở địa phương thì cũng có cái sự quan tâm là thường xuyên thăm đến thăm hỏi, rồi các cái mạnh thường quân rồi để về mà hỗ trợ cho địa phương như quà cáp rồi thì cũng ưu tiên giải quyết cho những cái trường hợp khó khăn này. Ngoài ra cũng hỗ trợ giúp đỡ về cái phần bảo hiểm y tế đó, để đi thăm khám rồi cho nó đỡ chi phí phần nào. Chứ còn mà về cái kinh phí để hỗ trợ về mặt kinh phí thì cũng địa phương thì cũng không có khả năng đó. Cũng mong muốn rằng quý mạnh thường quân gần xa thông qua cái chương trình này thấy được cái hoàn cảnh của cô chú ở đây thì cũng chia sẻ để hỗ trợ giùm để cho cô chú đỡ được cái phần nào về cái gánh nặng về cái kinh tế, về cái chi phí điều trị cũng như là cái tinh thần để cho cô chú an tâm chữa bệnh cho nó mau chóng lành bệnh. Bởi vì cái tinh thần thì nó quan trọng lắm. Nhưng mà một người bệnh mà lo về cái tinh thần rồi không có ngủ nghỉ được rồi về cái kinh tế thì cái bệnh nó sẽ nặng hơn thêm. Cho nên là cũng mong là quý mạnh thường quân gần xa chia sẻ rồi hỗ trợ giúp đỡ giùm cho hoàn cảnh của gia đình của cô chú. Thay mặt cho địa phương thì rất là cảm ơn và trân trọng cái tình cảm của quý mạnh thường quân. Cần nói thêm là trong thời gian tập trung điều trị cho bà Lan, việc chạy chữa bằng phục hồi chức năng cho ông luôn buộc phải dừng lại. Bởi công việc làm thuê làm mướn của hai người con không thể kham nổi. Do đó, hiện tại các khớp của ông luôn đã bị cứng. Bệnh của hai vợ chồng bà Lan, ông luôn đều là bệnh ngặt và đã kéo dài nhiều năm. Dù hai bên gia đình cũng có sẻ chia giúp đỡ, nhưng cũng chỉ phần nào. Hiện tại các con của bà Lan dù đã nỗ lực hết sức, nhưng việc ba người lành, trong đó một người đã có gia đình, phải gồng gánh nhau lo cho ba người bệnh trong thời gian dài, nên đã bắt đầu đuối sức. Đó là chưa kể do tình hình khó khăn chung, nên ba người con của vợ chồng bà Lan, người sống bằng chăn nuôi thì lỗ lã, còn người làm thuê thì công việc cũng chẳng có thường xuyên.
Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất hy vọng sau khi trường hợp của vợ chồng bà Mai Thị Lan ở ấp Bến Bào, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri phát sóng sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ sẻ chia của những tấm lòng nhân ái gần xa. Mọi sự chia sẻ và giúp đỡ xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, số 1/3 Trần Quốc Tuấn, phường 4, thành phố Bến Tre, điện thoại số 02753-836-994, số tài khoản 7211-0000-094-770, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bến Tre hoặc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bến Tre số 2729 Lê Lợi, phường An Hội, thành phố Bến Tre, điện thoại số 02753-822-402, số tài khoản 118-0000-15682, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bến Tre, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, số 39/2 Đoàn Quận Minh, phường 5, thành phố Bến Tre, điện thoại số 02753-815-772. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre được phát sóng định kỳ vào lúc 19:45 ngày thứ Sáu hàng tuần và phát lại lần thứ nhất vào lúc 7:00 sáng hôm sau, phát lại lần thứ hai vào lúc 14:30 thứ Sáu tuần kế tiếp. Mong quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt.